Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã đến với tin nóng chuyển nhượng ngày 6 tháng 9 năm 2020. Trước khi đến với những thông tin chuyển nhượng hot nhất có trong buổi chiều ngày hôm nay, chúng tôi mong quý vị và các bạn hãy tiếp tục ủng hộ bằng cách bấm subscribe ngay kênh YouTube Hơi Thở Bóng Đá. Nhớ bấm chuông để nhận được thông báo mỗi khi tin nóng chuyển nhượng của chúng tôi lên sóng. Còn sau đây là những thông tin có trong thông tin chuyển nhượng nóng hổi buổi chiều ngày hôm nay. Soi thương vụ Suarez đổ bể. Sợ thương vụ Suarez đổ bể, Juve nhắm hàng hớ Chelsea để thay thế. Trong buổi họp báo ra mắt Juventus trên cương vị huấn luyện viên trưởng, Andre Pirlo đã công khai ý định loại bỏ Gonzalo Higuain ra khỏi kế hoạch của mình. Ngay lập tức, giám đốc thể thao Fabio Paratici đã lên sẵn danh sách những cái tên thay thế tiền đạo người Argentina. Luis Suarez và Edin Dzeko là hai cái tên được ban lãnh đạo Bianconeri bày tỏ sự quan tâm đặc biệt. Suarez đã đồng ý với những điều khoản trong bản giao kèo được Juve đưa ra. Tuy nhiên, tiền đạo người Uruguay chưa thể đạt được thỏa thuận thanh lý hợp đồng với Barcelona. Ngoài ra, vấn đề hộ chiếu của anh cũng cần phải mất đến một tháng để giải quyết. Trường hợp của Edin Dzeko cũng không quá khác biệt. Tiền đạo người Bosnia-Herzegovina đã sẵn sàng chuyển đến Allianz Stadium. Tuy nhiên, AS Roma chỉ chấp nhận bán cựu sao Manchester City khi họ hoàn tất việc đưa Arkadiusz Milik về Olympico. Vậy nên, ngay từ thời điểm này, ban lãnh đạo Juve đã tìm ra cái tên để điền vào danh sách dự phòng. Theo AS, Alvaro Morata đã được Fabio Paratici liên hệ. Tiền đạo người Tây Ban Nha từng có 2 năm thi đấu tại Allianz Stadium và để lại nhiều ấn tượng. Sau đó, anh được Real Madrid kích hoạt điều khoản ưu tiên mua lại. Song Morata cũng chỉ gắn bó với Los Blancos trong một mùa giải trước khi bị bán cho Chelsea. Andrea Pirlo từng là đồng đội của Alvaro Morata. Vậy nên, ông hiểu rất rõ những gì tiền đạo 27 tuổi có thể đem lại. Dự kiến, Juve sẵn sàng để Federico Benedetti, Aaron Ramsey hoặc Douglas Costa đến Wanda Metropolitano để thuyết phục Atletico Madrid nhà người. Messi miễn cưỡng ở lại, Barcelona đem Griezmann làm vật tế. Mất cơ hội chiêu mộ Lionel Messi, các đội bóng lớn ở châu Âu có thể chuyển hướng sang một ngôi sao khác của Barca, đó là Antoine Griezmann. Quyết định ở lại Barca của Lionel Messi đồng nghĩa với tình thế khó khăn cho Antoine Griezmann. Theo Daily Mail, tân huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman đã hứa để ngôi sao người Pháp thay thế vai trò của Messi trong lối chơi của đội chủ sân Nou Camp trong kế hoạch tái thiết câu lạc bộ. Kể từ khi gia nhập Barca với giá chuyển nhượng 120 triệu euro vào mùa hè năm 2019, Griezmann không còn giữ được phong độ đỉnh cao khi chơi bên cạnh Messi và Luis Suarez. Cựu tiền đạo Atletico Madrid chỉ ghi được vỏn vẹn 9 bàn ở La Liga mùa 2019-2020. Với việc Suarez bị xếp vào danh sách thanh lý, nếu Messi ra đi, Griezmann có thể đóng vai trò lớn hơn, được thể hiện nhiều hơn ở Barcelona. Tuy nhiên, đội chủ sân Nou Camp đã thành công trong việc giữ chân Messi ở lại nốt mùa giải cuối cùng trong hợp đồng, dù siêu sao người Argentina rất muốn chia tay. Griezmann có thể chờ một năm để được thay thế Messi, theo lời hứa của huấn luyện viên Koeman. Nhưng khi đó, anh đã 30 tuổi. Nếu muốn tìm một bến đỗ khác ngay ở thời điểm hiện tại để cứu vãn những năm cuối sự nghiệp, tiền đạo người Pháp không thiếu lựa chọn. Juventus, Manchester United, Man City, Liverpool hay thậm chí cả Arsenal cũng sẵn sàng thực hiện thương vụ chuyển nhượng này trong trường hợp Griezmann chấp nhận mức lương thấp hơn so với ở Barca. Ngoài Griezmann, Philippe Coutinho cũng là trường hợp bị ảnh hưởng khi Messi ở lại Barca. Sau khi cùng Bayern Munich vô địch Champions League, loại chính Barca ở bán kết với tỷ số 8-2, tiền vệ người Brazil đã trở lại Barcelona với hy vọng về việc được trọng dụng nhiều hơn dưới thời huấn luyện viên Koeman. Sanchez chỉ văn vở và đến MU vì tiền. Huyền thoại Arsenal Ray Pablo đã lên tiếng chỉ trích Alexis Sanchez sau khi tiền đạo người Chile bày tỏ sự khó khăn tại Man United. Vào giữa tuần này, Alexis Sanchez bất ngờ đăng đàn giải thích lý do anh không thể tỏa sáng tại Man United và nhanh chóng chia tay câu lạc bộ này để đến Inter Milan. Sanchez gia nhập MU vào tháng 1 năm 2018 theo dạng trao đổi với Mkhitaryan. Tại Old Trafford, anh được hưởng mức lương thưởng hơn 500.000 bảng một tuần, cao nhất lịch sử ở Premier League và bỏ xa các ngôi sao đứng sau. Tuy được hưởng mức đãi ngộ khó tin tại MU, nhưng Sanchez không thể đáp ứng được kỳ vọng của câu lạc bộ. Anh chỉ có vỏn vẹn 5 bàn thắng sau 45 lần ra sân trước khi chuyển đến Inter Milan theo dạng cho mượn vào mùa hè năm ngoái. Đến tháng 8 vừa qua, Sanchez chấm dứt hợp đồng với MU để trở thành cầu thủ chính thức của Inter.
Trên trang cá nhân, Sanchez thổ lộ anh muốn rời MU để trở về Arsenal ngay sau buổi tập đầu tiên vì cảm thấy không hợp với câu lạc bộ mới. Bên cạnh đó, Sanchez cho rằng United không phải là một gia đình, một tập thể đúng nghĩa và đây là lý do khiến anh không thể tỏa sáng và ra đi trong thất bại. Tâm thư của Sanchez nhận được nhiều phản ứng trái chiều. Nhiều người hâm mộ MU cho rằng Sanchez đã nói đúng, nhưng có người nghĩ rằng tiền đạo 31 tuổi người Chile chỉ đang cố gắng kiếm cớ đổ lỗi cho màn trình diễn kém cỏi của anh trong màu áo quỷ đỏ. Mới nhất, huyền thoại Arsenal Ray Pablo đã công khai chỉ trích Sanchez. Theo ông, Sanchez chỉ giỏi văn vở và đến MU vì tiền. Đây là lý do khiến tiền đạo này không thể hiện được tâm lý cần thiết của một cầu thủ chuyên nghiệp và nhanh chóng bỏ cuộc. Chia sẻ trên TalkSport, Pablo nói: "Nếu thực sự muốn gia nhập Man City, tại sao cậu ấy không đồng ý với mức lương thấp hơn?" Và nói rằng: "Tôi sẽ ký hợp đồng với mức lương 250.000 bảng một tuần." Rõ ràng cậu ấy có thể sống tốt với mức lương đó. Cậu ấy nhận được 560.000 bảng một tuần ở Man United. Thật kinh khủng, làm sao một cầu thủ có thể nói rằng anh ta muốn rời khỏi câu lạc bộ mới gia nhập chỉ sau một ngày? Điều đó không thể chấp nhận được, đó là thứ tâm lý không nên tồn tại ở các cầu thủ. Bạn nên nói rằng, đó là Man United, một trong những câu lạc bộ lớn nhất thế giới. Tôi phải chiến đấu cho vị trí của mình và tôi sẽ cố gắng hết sức để tỏa sáng, giống như những gì tôi đã làm ở Arsenal. Có thể ở đó có phong cách bóng đá hoàn toàn khác với Arsenal và nó không phù hợp với Sanchez. Nhưng cậu ấy phải cố gắng làm hết khả năng để chinh phục người hâm mộ, chinh phục các cầu thủ khác và tất cả mọi người. Nhưng cậu ấy đã không làm thế. Pogba ngựa quen đường cũ, đòi tái hợp cùng Pirlo. Chứng kiến màn trình diễn thăng hoa của Man United ở giai đoạn nửa sau mùa giải, tiền vệ Paul Pogba gần như đã hồi tâm chuyển ý và quyết định cam kết tương lai với đội chủ sân Old Trafford. Thậm chí gần đây, người đại diện Mino Raiola cũng lên tiếng khẳng định ngôi sao người Pháp sẽ sớm bắt đầu quá trình đàm phán thỏa thuận mới với ban lãnh đạo Quỷ Đỏ. Tuy nhiên, theo nguồn tin từ Tutto Sport, bất ngờ đã xảy ra khi mới đây, chân truyền 27 tuổi lại bắt đầu nổi loạn. Cụ thể, Pogba muốn tạm hoãn việc gia hạn hợp đồng để chờ đợi một động thái từ câu lạc bộ cũ Juventus. Nhà vô địch World Cup 2018 từng rời Old Trafford để chuyển đến Turin thi đấu vào năm 2012 và gặt hái nhiều thành công tại đây. Trong bối cảnh Juve vừa đổi tướng, anh muốn quay trở lại tái hợp cùng người đàn anh Andrea Pirlo. Động thái này của Pogba đã đẩy Man United vào thế khó bởi huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer muốn sử dụng anh như con áp chủ bài nơi tuyến giữa vào mùa tới. Tuy nhiên cũng nên nhớ rằng, nền tài chính Juve hiện đang khủng hoảng trầm trọng sau khi trải qua cơn đại dịch Covid-19. Vì thế, họ sẽ rất khó có thể đưa ra một lời đề nghị đủ sức thuyết phục Quỷ Đỏ ở thời điểm hiện tại. Chính thức, Ancelotti đón trò cũ sang Premier League. Tiền vệ Alan vừa chính thức chuyển đến đầu quân cho Everton từ câu lạc bộ Napoli. Trên trang chủ, đội chủ sân Goodison Park đã xác nhận hoàn tất vụ mua Alan. Tiền vệ 29 tuổi người Brazil ký hợp đồng có thời hạn 3 năm với The Toffees. Theo Goal, đội bóng vùng Merseyside phải trả câu lạc bộ Italia 22 triệu bảng để có sự phục vụ của Alan. Gia nhập Everton, tiền vệ từng 9 lần khoác áo đội tuyển Brazil đã kết thúc 5 năm gắn bó với Napoli. Hồ hởi sau khi ký hợp đồng, Alan nói: "Tôi thực sự vui khi ký hợp đồng với Everton. Tôi rất hạnh phúc khi có mặt ở đây. Tôi hy vọng sẽ nỗ lực hết mình như tôi đã làm trong toàn bộ sự nghiệp để giúp các đồng đội và đội bóng đạt được mục tiêu đề ra." Đây là đội bóng có bề dày lịch sử tại Premier League, một câu lạc bộ có tham vọng và có giáo sư Ancelotti. Ông ấy đã làm mọi thứ để đưa tôi đến đây. Quy mô của đội bóng và danh tiếng của huấn luyện viên khiến tôi không cần phải cân nhắc nhiều khi chọn gia nhập Everton. Alan và huấn luyện viên Ancelotti từng làm việc với nhau khi nhà cầm quân người Italia dẫn dắt Napoli năm 2018-2019. Vì thế, cựu huấn luyện viên Real Madrid hiểu rất rõ năng lực của cầu thủ người Brazil. Sau Alan, huấn luyện viên Ancelotti sắp đón thêm một học trò cũ nữa đến Everton, đó là James Rodriguez. Hôm qua, tiền vệ người Colombia đã đến vùng Merseyside để chuẩn bị kiểm tra y tế, ký hợp đồng và ra mắt The Toffees. Đội bóng nước Anh phải trả Real Madrid 22 triệu bảng để có sự phục vụ của James Rodriguez. Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin có trong tin nóng chuyển nhượng ngày 6 tháng 9 năm 2020. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên tiếp tục ủng hộ chúng tôi bằng cách bấm subscribe ngay kênh YouTube Hơi Thở Bóng Đá. Và đừng quên bấm chuông để nhận được thông tin chuyển nhượng hot nhất mỗi ngày.
Còn bây giờ, chào thân ái và xuất sắc.